Hiện tại là bên cơ sở gỗ Tùng Tám đang có mặt tại gia đình nhà bác Bằng. Mọi người nhé, gia đình nhà bác Bằng đây. 12 Hải Xuân Thanh Ba, và bên cơ sở gỗ Tùng Tám là đến lắp đặt cho gia đình bác là một bộ cuốn thư câu đối. Đấy, cuốn thư câu đối này bằng chất liệu gỗ gộ mọi người nhé. Cuốn thư câu đối chất liệu gỗ gộ và đục tay thủ công. Đó, toàn bộ đường nét là chạm tay thủ công và ba chữ Đức Liêu Quang được thiếp vàng, sơn son thiếp vàng hai bên câu đối. À, rất đẹp đấy, đây là bác Bằng. À, hôm trước là bác sang xưởng cháu xem mộc rồi đúng không bác? Hôm nay bọn cháu lắp đặt ok rồi chứ bác? Đẹp không ạ? Vâng, cháu cảm ơn nhé. Bắt tay bác, cảm ơn bác ạ. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Đấy, đôi câu đối, đây, câu đối một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. À, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. À, rất là đẹp. Ok, mọi người nhu cầu thì liên hệ bên cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Xưởng có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ok, xin chào mọi người.